Nhâm Thìn sinh năm 1952, cứ xây nhà năm 2022, được lộc trời ban, giàu sang phú quý, suốt đời bình yên. Hoan hỉ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, ông bà ta vẫn thường nói, tậu trâu, lấy vợ, làm nhà, cả ba việc đấy thật là khó thay. Xây dựng nhà cửa là một trong những đại sự lớn lao nhất cuộc đời mỗi con người. Để xây dựng một căn nhà đẹp thuận phong thủy và giúp cho gia chủ phát tài phát lộc thì cần kết hợp rất nhiều yếu tố như kiến trúc thi công, mặt bằng xây dựng hay chi phí đầu tư. Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng không kém mà mọi người cần phải quan tâm, đó chính là thời điểm xây nhà hợp tuổi gia chủ, tuổi Nhâm Thìn. Chọn tuổi, chọn năm để xây nhà, từ xưa đến nay đều là việc bất di, bất dịch trong tiềm thức của người Việt Nam. Năm 2022 tới đây chắc chắn sẽ có rất nhiều gia chủ muốn xây dựng nhà ở và làm sao để cho đẹp và thuận phong thủy. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những nguyên tắc đơn giản để giúp quý vị tính xem mình có hợp tuổi làm nhà trong năm 2022 hay không. Để xây được nhà thì yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải xét đến đó chính là yếu tố kim lâu, hoang ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 71 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm kim lâu và tam tai, có nghĩa là hai trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành thuận lợi, hanh thông. Tuổi Nhâm Thìn có cung mệnh là Mộc, thuộc cung Trấn, thuộc Đông tứ mệnh, có bốn hướng tốt. Đó là hướng Đông phục vị, hướng Bắc thiên y, Đông Nam diên niên, Nam sinh khí và ngoài ra cũng có bốn hướng xấu, đó là hướng Tây Nam họa hại, Tây tuyệt mệnh, Đông Bắc lục sát và hướng Tây Bắc ngũ quỷ. Tuổi Nhâm Thìn mà ở phạm vào bốn hướng xấu như họa hại, tuyệt mệnh, lục sát và ngũ quỷ thì cuộc sống luôn luôn lận đận, dù cố gắng đến mấy cũng không có được thành quả. Vậy nên với những hướng xấu, các chuyên gia phong thủy có lời khuyên đó là cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương phong thủy bắt quái tinh cầu. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải cho những người ở nhà không hợp hướng, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn. Vật phẩm phong thủy gương bắt quái tinh cầu đã được thầy khai quang trì chú phù hợp với tuổi Nhâm Thìn để đảm bảo vật phẩm phát huy công năng tốt nhất, giúp hóa giải những hung họa và mang lại may mắn bình an cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn. Như quý vị đã biết, khi chọn được tuổi làm nhà, không bị phạm vào kim lâu, hoang ốc, tam tai. Đó chỉ là một trong những yếu tố cần, còn vấn đề quyết định đến việc bạn có động thổ được hay không lại phải dựa vào cát hung của từng hướng. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát về cát hung và các hướng nhà năm 2022 Nhâm Dần. Đầu tiên là hướng Tây. Hướng Tây gồm Ba Sơn, Canh, Dậu Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, là một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập bàn tinh chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng, mà nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm. Gia đạo không yên có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tửu sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy mai hoa phú quý để hóa giải. Như quý vị đã biết, hướng Tây là một trong những hướng xấu với các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn. Khi ở vào hướng này, bị phạm vào hướng tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao. Sẽ đem đến tuyệt khí tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho gia chủ. Khi xuất hiện ở hướng này thì sự nguy hại của nó đỡ khốc liệt hơn so với xuất hiện ở đông trạch. Nhưng cho dù gặp về tương sinh ngũ hành thì nó cũng là sao có thể gây tai họa. Vậy nên, cần treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà ở không hợp hướng. Thứ hai là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Cản Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà hướng đất tốt. Sao lục bạch
nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Mà nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ và có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Mà nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 nhân dần khá tốt. Việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón các tinh hóa giải hung tinh của năm. Trong các hướng thì hướng Tây Bắc cũng là hướng phạm, không tốt cho các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn. Khi ở nhà vào hướng này sẽ bị phạm vào hướng ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở nhà hướng này do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều mối nguy hiểm. Vậy nên các mệnh chủ cần phải sử dụng một gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải. Tiếp theo là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm ba sơn, cửu, cấn dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022, nhâm dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm vào thái tuế và mậu kỷ đô thiên. Những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm vào tam sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy phong thủy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Những mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn khi ở vào hướng nhà này phạm vào hướng lục sát. Không hợp hướng, lục sát là sao Văn Khúc, có ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh, đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng và thị phi. Nó là hung tinh nhưng so với các sao khác thì đỡ hung hại hơn. Vì ngoài hai hành hỏa thổ thì nó đều tương sinh hoặc ngang hòa, cho nên tính hung hại của nó đỡ hơn các hung tinh khác. Nói chung, với hướng nhà này, các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn cũng cần phải treo một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, nhất là đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn sẽ giúp mang lại may mắn và bình an cho gia chủ. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm ba sơn, mùi, khôn, thân từ 22,5 đến 247,5 độ. Năm 2022, nhâm dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm vào tuế phá, nhà tọa sửu hướng mùi bị phạm vào tam sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Còn những nhà tọa cấn hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Những mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn ở nhà hướng Tây Nam thì không được hướng, bị phạm vào cung họa hại nên rất xấu. Họa hại là sao lục tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh, đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Vậy nên để hóa giải, các mệnh chủ cần phải treo trước cửa pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Gương này đã được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang chỉ chú. Xem ngày sử dụng nên nó sẽ mang lại công năng phong thủy tốt nhất cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn, giúp cho các gia chủ có được may mắn và bình an ở trong căn nhà hướng Tây Nam. Thứ năm là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm ba sơn, nhâm, tý, quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022, nhâm dần được sao nhất bạch tài tinh đáo đến. Sao nhất bạch là sao tham lam, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó, ăn được lộc của nó, mà người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần, nhất bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có thủy phóng quang, thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai, thông minh, trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất bạch gặp phương bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, mà nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 nhâm dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương, kích vận, nghênh đón sao nhất bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những thành viên trong gia đình được hanh thông thuận lợi. Những mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn ở nhà hướng Bắc thì rất tốt, hợp hướng, được hướng thiên y.
Thiên y là sao cự môn, thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, cứu giúp cho gia đình, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Tuy nhiên, nếu ở nhà hướng này, sao thiên y bị giảm sút, không phát huy được tối đa công năng của nó do gặp phải ngũ hành tương khắc. Trong trường hợp các mệnh chủ muốn kích vận và gia đình tăng thêm sức khỏe, thì nên sử dụng pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý, hãy treo trước cửa. Pháp khí sẽ giúp gia tăng tài lộc và sức khỏe cho gia chủ tuổi Nhâm Thìn, giúp cho các gia chủ được may mắn, khỏe mạnh và giàu có hơn. Thứ 6 là hướng Nam. Hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính Ngọ Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần, những nhà tọa tý hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát và tai sát, tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất thảy sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họ người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ, đặt lịch tư vấn trực tiếp với thầy Gia Cát nhé! Hướng Nam là một trong những hướng tốt nhất đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn. Khi ở trong nhà hướng Nam, mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn sẽ được hướng sinh khí. Sinh khí là sao Tham Lang Tinh, có ngũ hành thuộc mộc là cát tinh, mang lại may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch gặp càn đoài, bị hành kim khắc nên thuộc tính tốt bị khống chế, gặp cấn khôn cũng bị tương khắc cho nên thuộc tính giảm. Thứ 7 là hướng Đông. Hướng Đông gồm Ba Sơn, Giáp, Mão Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm nhóm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của bạn. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo đạc kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nếu mà ở hướng Đông thì các mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn hợp hướng Phục Vị. Phục Vị là sao Phụ Bật, thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Sao này hợp với Đông Trạch hơn Tây Trạch. Cuối cùng là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an nhất cho mình. Hướng Đông Nam cũng là một trong những hướng tốt đối với mệnh chủ tuổi Nhâm Thìn. Khi ở trong nhà hướng Đông Nam được hướng Diên Niên hay Phúc Đức tượng là sao Vũ Khúc, thuộc hành kim là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài cho thế hệ mai sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức, hơn nữa lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên vì bản thân đó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong năm Nhâm Dần năm 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình Phong Thủy Gia Cát ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mới nhất từ những thông tin mới nhất của kênh quý vị nhé. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.